Xin chào tất cả các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình này gấp có tên là NFT Play. Để tham gia giám này các bạn click phần link mô tả dưới video mở tram tắt sách bọt này. Rồi bấm bấm sau này gấp. Ok, mình sẽ get được 250 tập cần có cái hiệu là NFT các bạn. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên mình join cái seller nè. End nữa là ta. Rồi, các bạn join sẵn các bạn, tiếp tục còn mắt đập nữa. Tiếp tục bạn join gấp nè. N nữa là ta. Rồi các bạn join sao các bạn, sau đó bạn bắt đắp lên luôn. Tiếp tục follow từ Twitter luôn. Rồi trên Twitter này bạn theo dõi nha bạn, sau đó bạn bắt đắp lên luôn. Rồi bạn bấm nút chat. Rồi bạn lướt xa các bạn. X R I V U B. Rồi sau đó thì các bạn like về tài quýt này các bạn. Chứ hashtag này các bạn copy hashtag này mà. Thì quýt hashtag các bạn copy hết trơn hashtag này luôn các bạn. Rồi các bạn copy hết trơn hashtag này luôn các bạn. Chưa, để mình copy các bạn. Từ chữ NFT nè đến chữ play game luôn đó. Rồi các bạn sao chép nó các bạn. Rồi các bạn vào, bấm vào đây nè. Các bạn like nè. Các bạn chưa dẫn cho tôi quýt nữa các bạn. Các bạn dán hết luôn. Rồi các bạn bấm tôi quýt lên nè các bạn. Sau đó các bạn bấm up lên. Rồi các bạn bấm vào submit detail nữa các bạn. Rồi sau đó các bạn điền là username Telegram của tất cả các bạn nha mà. Rồi coi. Đúng rồi, các bạn mở Telegram của tất cả các bạn ra nè các bạn. Rồi nhấp cho ba gạch cùng nhấp vào setting. Các bạn copy username mình nha các bạn. Rồi sau đó các bạn trở về bot. Bạn dán vào đây. Sau đó thì các bạn vào mở cái link phong này ra các bạn. Rồi sau đó thì các bạn cũng tiếp tục dán cái địa chỉ username Telegram của bạn vào đây nè. Rồi tiếp tục các bạn gửi một link tweet thì bạn mở Twitter của tất cả các bạn ra nữa. Dán này nó khai báo liên phong gì là khá là chắc chắn nha bạn. Rồi thì các bạn chia sẻ cái bài các bạn tweet nè các bạn. Các bạn sao chép liên kết nữa. Gọi là cái liên phong này nè các bạn. Tiếp tục thì bạn gửi địa chỉ với bên bia xem trên bếp 20 trên dưới chocolate nè. Nghe vô đây. Sau đó các bạn bấm gửi. Rồi sau đó các bạn sẽ dựng bot nha các bạn. Các bạn bấm done. Ok, sau đó thì các bạn bấm vào mục view info nè các bạn. Chương trình AirDrop này nó chỉ cần đâm cho 5.000 winner may mắn thôi các bạn. Còn đây thì những người đi cấp. Rồi, các bạn dựa lên AirDrop này mình chia sẻ trong bè những thân để kiếm cân các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo thôi các bạn nhé.